Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài số 6 đúng không nào? Đó chính là mặt phẳng tọa độ. Thì thầy cũng đã giải cho các em ở cái phần luyện tập luôn rồi. Nói chung trong cái bài này thì chúng ta đã biết cách xác định được một cái điểm trên mặt phẳng tọa độ, và thầy đã hướng dẫn rất là kỹ đúng không nào? Bạn nào chưa xem xong thì xem. Và thầy cũng nói luôn là bạn nào chưa đăng ký vào cái kênh thầy Quang Vlog, các em chỉ việc vào YouTube, các em gõ thầy Quang Vlog thì sẽ ra được cái kênh đó. Tại vì kênh đó thầy chia sẻ rất là nhiều, và các phân phối chương trình tới học kỳ 1 của thầy đã up lên trên đó. Nên bạn nào chưa đăng ký thì nhanh đăng ký, để mà chúng ta, nghĩa là hai cái kênh này thầy tương tác qua lại lẫn nhau đó các em, hiểu không nào? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 7. Đó chính là đồ thị của hàm số y bằng ax với điều kiện chúng ta là a khác 0. Chúng ta đi sang phần 1 nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang chấm hỏi 1 nha các em nhé. Chúng ta có đề bài hàm số y bằng fx được cho bằng bảng sau. Đây cái bảng này các em thấy rất rõ đúng không? Chúng ta đi sang câu A nhé. Viết tập hợp các cái cặp điểm xy, các cặp giá trị tương ứng xy, xác định hàm số trên. Như vậy thì chúng ta thấy này, đây tại vì người ta yêu cầu viết dưới dạng tập hợp nên là đây là x của chúng ta là âm 2, thì tương ứng ta y là bao nhiêu? 3 đúng không nào? Tương tự như vậy thì x bằng âm 1 thì y bằng mấy? Y bằng 2 đúng không nào? Tiếp tục x bằng mấy? X bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng âm 1 đúng chưa? Tương tự như vậy thì x bằng 0,5 thì y bằng 1. Tương tự như vậy thì x bằng 1,5 thì y sẽ bằng âm 2. Đó, được chưa? Tiếp tục, vẽ một hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên. Rồi, cái bài này, cái phần này thì ở bài số 6 ta đã được học rồi. Thầy sẽ làm cho các em xem nha. Rồi, thầy sẽ đẩy lên để thầy vẽ. Đây là điểm gì các em? O. Đây là gì? Y đúng không nào? Đây là gì? X. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ biểu diễn cái cặp điểm đầu tiên, âm 2. Trước khi biểu diễn cặp điểm thì chúng ta nên đánh chia cho nó còn cách đều nhau các em. Trên vở các em cứ một ô là một đơn vị, 1 2 3 4 5 ha. Tí thầy ấy xong rồi thầy viết số sau nha. Tại vì ở đây trên giấy A4 nên là cái việc chia khoảng cách nó không chính xác giống như ở trên cái ô vỡ của em nha. Rồi, ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Thì bên đây sẽ là số âm các em. Rồi, được chưa? Bây giờ thầy sẽ biểu diễn cặp điểm thứ nhất là âm 2, 3. Âm 2 đây. Âm 2 thì x là nằm trên trục hoành đúng không nào? Trục nằm ngang. 3 là trên trục tung. Đây, như vậy chúng ta sẽ dùng thước, chúng ta sẽ nói ha các em ha, nói được vuông góc. Và nên vẽ bằng nét đứt nha. Nét đứt nha các em nha. Chứ không phải hứng lên kia là vẽ nhắc liền là không được. Đó, điểm thứ nhất thầy biểu diễn một cái dấu chấm như thế này. Được chưa? Thứ hai là âm 1. Bao nhiêu? 2 đây.
Rồi. 0 âm 1. 0 âm 1 đây. Điểm 5 chỗ đây. Được chưa? 0,5. 0,51. 0,5 ở đây. Đây là 0,5 anh em. Nghĩa là 1/2 đấy. 0,51 là đây. Đúng rồi. Đúng rồi, 0,51. 0 âm 1, 0 âm 1 đúng rồi. 0,5. 0,51 là đây. 0,5 là x đây, 1 là y. Điểm cho đây. 1,5 âm 2. 1,5 đây. Đây là 1,5. Âm 2 đâu? Đây, không nào. Đó, được chưa? Điểm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư này, thứ năm này. Ok chưa nào? Hiểu đúng không? Như vậy thì người ta nói là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp số như thế gọi là đồ thị của hàm số y bằng fx. Như vậy, này. Đồ thị của hàm số y bằng fx, cái phần này các em ghi vào trong vở nha em nha. Đồ thị của hàm số y bằng fx là tập hợp các tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng xy trên mặt phẳng tọa độ. Thì phần này chúng ta sẽ ghi vào trong sách. Ví dụ vỉa đồ thị của hàm số đã cho trong chấm hơi 1. Giải trước hết. Rồi ok. Thì trước hết ta vỉa hồi trục tọa độ OXY. Đồ thị hàm số y bằng fx đã cho gồm 5 điểm m, n, b, q, r như hình 23. Ai chà. Người ta đã vỉa cho các em rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đối chiếu nha. Như vậy thì cái chấm hỏi 1 người ta vỉa đây các em. Rất rõ ràng phải không? Ok. Chúng ta sẽ đi sang phần 2 nha các em nha. Rồi chúng ta đi sang phần 2 là đồ thị hàm số y bằng ax. Với điều kiện người ta là a khác 0. Bây giờ người ta nói là xét hàm số y bằng 2x. Vì biến số x có thể nhận vô số giá trị nên ta không thể liệt kê hết được các cặp số x, y nghĩa là gì? Thầy giải thích cái câu mà ta muốn nói này. Nghĩa là ở đây cái x này chúng ta chỉ cho vô số. Ví dụ như x bằng 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là âm 1, âm 2. Thậm chí là số 0. Nào? Thì ta thử vỉ một số điểm thuộc đồ thị của nó và qua đó xét xem đồ thị của nó có hình dạng như thế nào. Thì rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái chấm hỏi 2 cho em nhé. Cho hàm số y bằng 2x. Câu A. Viết 5 cặp số x, y với x này. Như vậy để mà viết được thì thầy sẽ kể cái bảng giống như cái chấm hỏi 1 hồi nãy anh em. Chấm hỏi 1 nghĩa là hồi nãy người ta đã cho cái em rồi. Bây giờ thay vì người ta cho sẵn thì chúng ta tự làm và kể cái bảng giống như vậy nha. Ở đây là x, đây là y. X ở đây là người ta cho từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Như vậy thì bây giờ chúng ta thế vào đâu? X bằng âm 2 thì chúng ta thế vào chỗ đây. Ngay chỗ đây người ta không viết, nghĩa là phép nhân này. Nghĩa là 2 nhân với x ấy. Bây giờ x đây âm 2, nghĩa là 2 nhân âm 2 là bằng, ở đây là âm 4 này. Tiếp tục x bằng âm 1 thế chỗ đây là bằng âm 2 này. 0 là 0 này. Tại vì 2 nhân 0 thì bằng 0 đúng không? 2 nhân 1 là bằng 2 này, 2 nhân 2 là bằng 4 này. Như vậy các cái cặp điểm của nó này các em này. Các em nhìn nhá. Cặp thứ nhất là âm 2, âm 4 này. Cặp thứ hai là âm 1, âm 2 này. Cặp thứ ba là 0, 0 này. Cặp thứ tư là 1, 2 này. Cặp thứ năm là 2, 4 này. Bây giờ chúng ta rồi, biểu diễn các cặp số câu B này, biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ OXY. Ok, thầy sẽ đẩy cái sách lên và vỉa các em xem nha. Không này, y này, x này, t
Thầy chia vạch trước nha em. Các em có thể mở video thầy xem và chúng ta tự làm cho các em nhé. Chứ chúng ta đừng là chép mang tính chất đối phó với giáo viên là không được. Ta phải hiểu. À. Giống trên kênh thầy Quang Vlog, thầy đã chia sẻ rồi đó. Học là phải có năng lực. Ừ. Là 1, 2, 3, 4, 5, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ta thêm âm vô. Được chưa? Rồi, tính thứ nhất, đây nha, xin lỗi nha. Thứ nhất là âm 2, âm 2, âm 4, không nào? Âm 2 đâu rồi? Âm 2 đây. Âm 4 đâu? Đây, thấy chưa? Thì chúng ta dùng thước, chúng ta nói. Rồi. Một điểm âm 1, âm 2 đây. Không không ở đây. 1 2 đây. Hai đây. Được chưa? 2, 4, 2, 4 này. Mấy đứa con này là chưa đi ngủ em ạ. Tại giờ là 9 giờ. Chưa đi ngủ. Mới dậy thêm xong. Vô quay cho em luôn. Đó. Thấy chưa? Ok. Được chưa nào? Tiếp tục. Câu C thế nào? Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm âm 2, âm 4, đây, điểm đây với là điểm đây. Kiểm tra bằng thước xem thử các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không. Đây điểm 2, 4 là điểm đây với điểm đây ha. Nếu như mà chúng ta chia mà chính xác chắc chắn nó sẽ đi qua luôn em. Sợ nhiều lúc nó trên đây nó bị hơi bị lệch ha. Thấy chưa? Thì đây chính là cái đồ thị hàm số y bằng 2x. Nó có dạng là một đường thẳng như vậy em. Đó. Ok ha. Được chưa? Thầy đã vẽ cho em xem rồi. Cái phần này đồ thị hàm số là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Đây này. Đồ thị hàm số là một dạng đường thẳng đi qua góc tọa độ O nè em. Nha, luôn luôn đi qua góc tọa độ nha. Có thể là đường bên đây, đường này. Nếu âm thì nó đi đường này. Mà dương thì đi theo đường này nhé. Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị hàm số y bằng ax, ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị. Như vậy theo các em cần biết mấy điểm. Chỉ cần các em chỉ cần biết mấy điểm à. Tại vì bản thân chúng ta đã có cái góc tọa độ O rồi, là không không luôn luôn đi qua điểm O đúng không? Thì chúng ta biết, chỉ cần biết mấy điểm, chỉ cần biết một điểm nữa, nghĩa là một điểm nữa với cái điểm O này là chúng ta đã vẽ được, là chúng ta đã vẽ được rồi. Các em hiểu không nào? Tại vì chúng ta biết là để xác định một cái đường thẳng thì chỉ cần mấy điểm, hai điểm là chúng ta đã vẽ được rồi, đúng không nào? Tiếp tục. Xét hàm số y bằng 0,5x, hãy tìm một điểm A khác điểm góc O thuộc đồ thị hàm số trên. Rồi. Thì ở đây chúng ta muốn tìm cái điểm A, muốn tìm điểm A khác điểm O thì thầy sẽ cho ở A đây là x bằng 1. Thì suy ra chúng ta thế vô đây này, 0,5 nhân cho 1 thì y cũng sẽ bằng là 0,5. Như vậy điểm A ở đây thầy sẽ có là 1 với 0,5. Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y bằng 0,5x hay không? Chính xác là phải, đúng không nào? Câu B. Chúng ta trả lời không? Đường thẳng
OA là đồ thị của hàm số y bằng 0,5x. Vậy thôi. Còn không tin thì vỉ ra. Ở đây người ta không cần yêu cầu vỉ nên chúng ta sẽ không vỉ, được chưa? Rồi, chúng ta đi sang phần nhận xét nha em. Ở đây người ta ghi nè, vì đồ thị của hàm số y bằng ax là một đường thẳng đi qua góc tọa độ, nên khi vỉ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thế nè. Em thấy chưa? Thầy đồ thêm đi nè. Một điểm thuộc đồ thị và khác điểm O, nghĩa là khác cái điểm góc tọa độ này này. Muốn vậy ta cho x một giá trị khác không? Nghĩa là người ta sẽ cho x bằng 1 hoặc là âm 1 cũng được. Nhưng mà thông thường à, thì ở cái bài này chúng ta nên cho x bằng 1 nha các em nha. Và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai. Ví dụ, chúng ta sang phần 2, ví dụ 2. Vỉ đồ thị của hàm số y bằng âm 1,5x. Thì điểm O thì chắc chắn rồi nha. Người ta sẽ cho ra x bằng âm 2 thì y được 3. Nghĩa là người ta cho nó chẵn luôn em. Thì tọa độ điểm A của chúng ta đây chính là âm 2, 3. Đây. Thì chúng ta nối điểm A với điểm O này lại thì nó sẽ ra được cái đường thẳng y bằng âm 1,5x. Các em hiểu không nào? Đó. Các em đã rõ chưa? Như vậy thì để mà gặp cái trường hợp này này, thầy lưu ý này. Ví dụ thầy bày luôn nha. Ví dụ vì cái hàm số y bằng ax dạng tổng quát những này a khác không, thì chúng ta luôn luôn nhớ trong thầy này, lên lớp 9 chúng ta sẽ vỉ, tại vì thầy đang dạy các anh chị lớp 9 nên lúc nào người ta gặp cái dạng này người ta phải luôn luôn cho thầy là x bằng 0 thì suy ra y bằng 0 thì đây chính là cái tọa độ điểm góc tọa độ O. Chúng ta cho thứ hai là x bằng 1 và suy ra y sẽ bằng gì, bằng a, tại vì ở đây a nhân 1 thì bằng a này. Nhưng mà cái điểm thứ hai, ví dụ chúng ta cho điểm a nó chính là 1 a, a bao nhiêu thì nó sẽ ở đây. Sau đó chúng ta vỉ thì khi đó OA chính là cái đường thẳng, đó chính là cái đồ thị cần tìm, rồi chứ nào. Đó thì clip này thì thầy quay gọi là cái phần lý thuyết. Còn clip tiếp theo thầy sẽ quay đó chính là phần bài tập. Còn clip tiếp theo nữa thì thầy sẽ quay đó chính là gì, phần luyện tập. Như vậy thì ở trong học kỳ 1 thì chúng ta học tới bài này là chúng ta đã ôn tập chương. Còn các em muốn biết được cái phong hóa chương trình như thế nào thì chúng ta vào cái kênh thầy Quang Vlog để chúng ta xem nhé, được nào? Ok. Như vậy nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy clip quảng cáo và chia sẻ cho các bạn, và nhớ đăng ký bất kỳ kênh thầy Quang Vlog nha các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.